Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Luxury Car Hải Dương. Tại đây chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng, có bảo hành, cam kết xe không đâm va tai nạn, không ngập nước, giấy tờ pháp lý đầy đủ. Và mới nhất chiều ngày hôm nay thì bên nhà em lại vừa về thêm một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C để giới thiệu với toàn thể quý vị. Đây là một chiếc Toyota Altis động cơ 1.8 số sàn. Xe mới chạy được hơn chục vạn km, rất là đẹp. Chiếc xe này là biển số Hải Dương 34A14451. Và hiện tại chiếc xe này đang được Luxury Car Hải Dương chào bán với mức giá là 435 triệu. Thì mời quý vị có thể đến đúng địa chỉ của Luxury Car Hải Dương tại số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Số hotline là 0828066166, 0978607555. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hơn. Chiếc xe này ngoại thất màu đen và nội thất bên trong màu kem. Xe chủ xe đi khá là giữ gìn, tư nhân sử dụng. Xe chạy hơn vạn, mọi thứ còn zin hết ạ. Rồi, dàn lốp còn khá là dày, nguyên cả dàn luôn. Đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ đến tháng 10 năm 2020. Xe 5 chỗ ngồi, nội thất kem. Trang bị sẵn màn hình cam lùi. Tablo, tabi còn khá là sạch sẽ. Cần số này, vô lăng này. Chiếc xe này hoàn toàn không chạy dịch vụ chạy taxi ngày nào. Xe gia đình sử dụng rất cẩn thận. Chiếc Toyota Altis 1.8 số sàn này chỉ tiêu hao nhiên liệu đâu đó khoảng tầm 7 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Máy rất bền. Đây ạ, zin từng con ốc một luôn nhé. Zin từng con ốc một luôn. Gương kính chỉnh điện, cục điện này, hệ thống cục điện gương này. Dưới nắp capo là khối động cơ 1.8 lít 4 xi lanh. Tất cả zin từng con ốc một, từ ốc chân máy, mặt máy, nắp capo này. Zin này, đó, keo chỉ zin. Sau khi quý vị xem xong clip này mà muốn mua chiếc xe thì vui lòng gọi vào số 0828066166, 0978607555, xem xe trực tiếp tại cơ sở duy nhất của Luxury Car Hải Dương ở số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn lại quý vị vào những clip lần sau. Nếu mà quý vị thấy hay thì hãy đừng quên nhấn ô đăng ký màu đỏ để luôn luôn được thông báo cập nhật tất cả những sản phẩm mới nhất của Luxury Car đăng tải lên hàng ngày.